Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị Lê Tiến Dũng cho biết, hiện nay tổ hợp nhà đầu tư đã ký hợp đồng với Viện Năng lượng và Tư vấn Quốc tế Tratebel để thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở và các báo cáo chuyên ngành liên quan đối với dự án điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn 1. Tỉnh Quảng Trị đang tiến hành công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và cho thuê đất theo phương án điều chỉnh tổng mặt bằng dự án cho giai đoạn 1 là 58,8 ha. Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị các địa phương tập trung đôn đốc, tạo điều kiện để kịp thời thảo gỡ khó khăn vướng mắc về hạ tầng, mặt bằng, thủ tục hành chính, môi trường và những vấn đề liên quan đến các dự án. Riêng đối với dự án điện khí LNG Hải Lăng Quảng Trị, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu phải phê duyệt FS trước ngày 1 tháng 10 năm 2023, ký kết hợp đồng khởi công dự án chậm nhất trong quý 3 năm 2024.